Chào cả nhà, hôm nay mình quay cây cam nhà mình trồng chậu. Trái rất là sum xê nha. Đó, mọi người thấy không? Trái rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt một điều á, là trái á, nó ra hết đợt này là mình chưa hái ăn là nó tiếp tục ra đợt mới ha. Đó, như mọi người quan sát nè. Đây là trái cam giống cam này là cam sòn nha cả nhà. Thì cái đợt cam này á, nó chưa có chín nên mình chưa có hái. Nhưng mà nó đã ra một cái đợt trái nhỏ hơn, và nó ra một đợt trái bé hơn trái đợt này nữa, có nghĩa là nó luân phiên nha cả nhà, nó ra từng đợt như vậy á. Thì với cách mình trồng cây cam ở trong chậu rất là bé mà cho trái suốt như vậy thì để đảm bảo được cái nguồn dinh dưỡng để cho cây ra trái sum xuê. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người ha, tại vì mình đăng mấy video trước á, có mấy bạn cứ hỏi thăm là tại sao mà cây cam trồng chậu ít đất như vậy mà trái thì rất là nhiều. Đó, mọi người thấy không? Cái trái này là mới lú lên nè. À. Đợt này đợt sau của cái đợt này nữa ha. Có nghĩa là ở trong cái chậu cây này thì nó có tới 3 4 cái tầng trái. Rất là nhiều luôn nha cả nhà. Nhiều lắm, trái mà nhỏ nhỏ đợt sau này nhiều lắm. Mấy trái gì là đậu chắc luôn rồi đó. Quan trọng là mình muốn để hay là mình bẻ đi thôi, chứ còn là nó đậu cuốn nó rất là chắc. Thì hôm nay mình quay lại cái cam này và muốn chia sẻ tới mọi người một cái cách để mình chăm sóc cây hữu cơ mà cây trồng trong chậu vẫn cho trái rất là sum xuê ha. Thì rất là đơn giản nha mọi người. Mình cứ lấy nước vo gạo nè ha, thì mình ủ. Pha loãng ra thì khoảng một tuần mình tưới một lần. Nhưng mà đặc biệt á, mình dùng á, cái nước vo gạo thì thỉnh thoảng thôi. Còn cái nước mà mình ngâm vỏ chuối á, với lại các vỏ trái cây hay hoặc là đu đủ cả nhà, những cái trái cây mà mình ăn không hết á, vỏ cam, quýt đó, thì mình ăn không hết á, thì mình có thể là bỏ vô một cái thau nước ha, bỏ vô một cái xô nước. Sau đó rồi á, là mình đổ nước vô mình ngâm. Thì cứ như mình ngâm bữa trước thì bữa sau mình đã tưới được rồi nha cả nhà. Đây cái xô này á, mình ngâm đây là cả tuần rồi, và mình liên tục mình lấy cái nước ở trong đây rồi mình pha loãng ra một chút xíu nữa ha, thì mình tưới cho cây đó. Tới khi nào mà nước ở trong đây mình ngâm á, là nó trong vắt, thì lúc đó là nó hoai một hết, thì mình sẽ lấy những cái bã trong đây mình đắp vô gốc cây và mình lấy đất mình phủ lên ha, mình làm phân hữu cơ cho cái cây luôn đó. Thì để có được những cái cây trồng chậu mà có đủ dưỡng chất để cho cây phát triển trái và ra nhiều, thì hôm nay mình chia sẻ một cái phân bón hữu cơ mà không hề hôi nha. Không hề hôi thối nha cả nhà, chỉ có nghe mùi hôi chua chua là cái mùi như là mùi nó lên men á. Rồi mình cứ như vậy ha, mình tưới thôi. Đó, thì cái cách mình chăm sóc cây trong chậu hữu cơ rất là đơn giản nha mọi người. Để có được những cái trái cam rất là ngon ngọt ha, và hoàn toàn là hữu cơ. Những cây này thì nó không có, hầu như mình không thấy nó sâu bệnh luôn á. Nó chỉ cần mình chăm sóc dinh dưỡng vô vậy là cây sẽ cho trái nha. Nay dịch bệnh hoành hành quá nên chỉ mong mọi người luôn luôn hãy giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Chào tạm biệt cả nhà.